Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vệ tinh chỉ lác đác một vài dự án được xem là có giá hợp lý. Ngay cả những thị trường vùng ven, số lượng căn hộ vừa túi tiền dưới 35 triệu đồng một mét vuông cũng đang ngày càng ít đi, thay vào đó là nguồn cung giá bán từ 35 đến 50 triệu đồng một mét vuông. Còn ở thị trường Bình Dương, loạt dự án sơ cấp trên địa bàn tỉnh như P-City Sky Park hay Beacon City đều từ 38 đến 45 triệu đồng một mét vuông. Lý giải về thực trạng trên, các chuyên gia cho rằng giá đất thời điểm hiện tại nếu so với trước đây đã tăng rất cao nên chi phí phát triển sản phẩm tăng theo. Do đó, các chủ đầu tư không thể phát triển phân khúc tầm trung do không có lợi nhuận, trong khi phát triển phân khúc cao cấp mới có lợi nhuận tương xứng.